Chào cả nhà. Hôm nay mình nấu món xương sáo nha cả nhà. Ở đây có hai loại xương sáo. Đây là xương sáo trắng và đây là xương sáo đen. Nó có hai loại. Cái này là vô bịch đó là cái nó là bột nha. Mình chỉ hòa với nước và nấu lên thôi. Ở trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng rõ ràng rồi nha cả nhà. Mình chỉ đọc trên đây và nấu thôi nha. Một gói như vậy mình hòa với 1 lít nước. Và mình ngâm trong khoảng 5 đến 10 phút để cho cái bột xương sáo này nó tan ra, xong rồi thì mình mới bắt lên bếp và đun lên nha. Để mình khui ra cho cả nhà coi. Ở trong đây nè, mình mua cái loại này á, thì ở trong đây á nó gồm một gói bột xương sáo và một chai một 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 cái tiếp dầu chuối nhỏ này. Và trong đây là cái tờ giấy hướng dẫn và chỉ cách ăn xương sáo nó sẽ trị cái gì nha. Ở trong đây nó có hướng dẫn kỹ nha. Đó là xương sáo đen, còn đây là xương sáo trắng để mình khui ra cho cả nhà xem luôn nha. Nó cũng sẽ giống như vậy nhưng mà nó là phần bột màu trắng. Đó. Và nó cũng có một tiếp dầu chuối. Đặc biệt hơn xương sáo trắng thì nó có một bịch hạt é. Nhưng mà cái bịch hạt é này nó ít quá nó sẽ không đủ cho nhà mình ăn, cho nên là mình đã chuẩn bị thêm một cái bịch hạt chia. Cái hạt chia này chút xíu mình sẽ ngâm với nước để cho nó tan ra nha. Đây mình khui luôn bịch này. Ở nhà mình nấu hai bịch xương sáo đen nha, tại vì mình thích ăn xương sáo đen hơn á, nên mình nấu xương sáo đen nhiều hơn xương sáo trắng. Cái xương sáo đen mình ăn cái vị nó ngon hơn nha. Cái vị xương sáo trắng ăn nó cũng là ná như cái rau câu của mình thôi à, cho nên mình họ thấy nó bình thường, cho nên mình nấu cái màu đen nó nhiều hơn nha. Cái này chút xíu mình sẽ hòa tan với nước, còn bây giờ mình ngâm cái hạt chia trước nha, để cho nó nở nha cả nhà. Đây mình chuẩn bị một ít nước rồi mình bỏ vô. Cái hạt chia thì chắc cả nhà ai ngâm cũng 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 đã sử dụng đã biết rồi nha, cho nên cái này thì nó đơn giản lắm, không có gì mình phải hướng dẫn hết, mình chỉ múc và bỏ vô nước để cho nó tan ra thôi. Cái muỗng này nó to rồi, để mình lấy cái muỗng nhỏ hơn. Mình ngâm thì mình ngâm cho nó đặc đặc tí xíu nha, tại vì chút xíu nó có nước cốt dừa mình ăn chung á thì nó đã lỏng rồi đó, mà mình ngâm cái này lỏng quá thì cái nước của mình nó không có sệt, nó không ngon. Cái hạt chia này á, khi mà nó ngâm á nó bị vón cục lại, nó đặc lại chứ nó không có giống như hạt é. Cái hạt é mình ngâm nó dễ hơn nha cả nhà. Rồi mình lắc lên rồi mình để đây đi cho nó nở. Rồi bắt đầu mình đi trộn cái xương sáo lên với nước nha. Một gói bột xương sáo như vậy thì mình sẽ hòa tan chung với 1 lít nước là theo cái hướng dẫn trong gói nha. Nhưng mà mình nấu thì mình muốn cái độ đặc hơn và giòn hơn thì mình sẽ nấu ít nước hơn nha cả nhà. Mình nấu khoảng 700 ml hoặc 800 ml nha. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn hai cái nồi rồi. Bây giờ mình cho cái bột trắng vào cái nồi nhỏ hơn. Mình cho thêm vào đây 1 muỗng đường để cho cái vị của nó đậm đà hơn nha, cho nó ngọt ngào á, chứ nó nếu mà nấu không á nó sẽ có cái mùi hăng hăng. Rồi cái ly này là cái ly 700 ml nè, mình sẽ cho vào đây để mình hòa tan lên. Rồi mình quậy cho nó tan cái này ra hết. Thì mình để đây khoảng 5 đến 10 phút thì bắt đầu mình cho lên bếp nấu nha cả nhà. Tiếp tục với cái phần xương sáo đen. Mình cũng sẽ cắt và cho vào nồi. Nấu cái này nó cũng đơn giản lắm cả nhà. Nó cũng giống như xương sáo trắng thì mỗi gói là 1 lít nước, hai gói nó sẽ là 2 lít nước, nhưng mà mình nấu thì khoảng một một lít 7 một lít 8 gì đó thôi, mình sẽ bớt lượng lại để cho cái độ giòn của xương sáo nó cứng hơn, ăn nó sẽ ngon hơn nha. Cái xương sáo trắng là mình dễ hòa tan lắm, cái xương sáo đen này nó dễ bị đóng cục nha. Mình cho vào đây 1 muỗng rưỡi đường.
Còn cái bình này đã mình lỡ lường nè, một cái bình này là 1 lít nước nha. Mình cho vào đây. Rồi mình lường thêm cái bình này là 700 ml nữa. Là coi như 1 lít 7 dành cho hai gói màu đen. Rồi mình chỉ khuấy cho tan tan hết cái hỗn hợp này thì mình bắt đầu mình để 5 phút nha. Mình nấu hai cái loại xương sáo này trước đi rồi mình hả nấu nước cốt dừa nha cả nhà. Tại vì cái này nấu phải chờ nó đông lại nữa rồi mình bỏ vô ngăn mát thì mình ăn nó mới ngon nha. Trong thời gian mà mình chờ cái thằng này nó đông á là mình đi nấu nước cốt dừa. Hai cái nồi xương sáo của mình ngâm đã được 10 phút rồi nha cả nhà. Bây giờ mình bật bếp lên nấu nha, bật cả hai bếp lên luôn. Khi nấu là mình khuấy thường xuyên nha để không nó khét nha cả nhà. Mình mới bật thì mình để lửa nhỏ lớn dặn cho nó sôi lên đã. Rồi chút xíu mình sẽ nhỏ lửa bớt lại nha. Cái xương sáo đen á mình nấu dễ biết lắm. Nhưng mà có cái là nó lại dễ bị đóng cục. Còn cái xương sáo trắng thì nấu nó lỏng lắm, nó dễ nấu hơn. Mình cứ khuấy hai bên như vậy hoài. Rồi khi nào mà nó chín rồi thì bắt đầu mình cho cái dầu chuối vào nha. Cái nồi xương sáo trắng của mình á nó tan hết rồi nè cả nhà. Bây giờ nó sôi nhiều rồi mình giảm nhỏ lửa lại nha. Rồi mình để thêm 2-3 phút nữa bắt đầu mình cho dầu chuối vào là được nha. Còn bên đây cái nồi xương sáo đen nữa này đó, cái này nó đặt lại rồi nè. Nhưng mà cả nhà phải khuấy hoài. Chút xíu nữa khi mà nó tan ra hết rồi á, nó sánh mịn lại á là mới được nha. Chứ không phải là hư lên nha cả nhà. Cả nhà cứ quậy cho nó tan ra. Lúc đầu nó lỏng, xong rồi bắt đầu nó đặt lại. Nhưng mà bây giờ mình phải quậy. Khi nào nó sánh lại, nó chuyển qua màu đen hết luôn hoàn toàn thì mới được nha. Phải khuấy nha cả nhà, không khuấy là bắt đầu nó không có đều đâu nha. Bây giờ mình cho cái dầu chuối vào trong cái xương sáo trắng nha. Rồi, mình trộn lên. Mình cho nó sôi lại, dạo lại một lần nữa là bắt đầu mình đổ ra khay cho nó đặc nha. Mình cho cái xương sáo trắng vô trong khay nha cả nhà. Mình đổ ra hết, rồi bắt đầu mình để đây cho nó nguội. Khi mà nó nguội nó đông lại rồi thì bắt đầu mình cho vào tủ lạnh nha. Là được đó rồi nha. Bây giờ mình qua cái xương sáo trắng, xương sáo xanh nha. Ủa, xương sáo đen nha. Xong cái xương sáo trắng rồi đó. Đây cả nhà, cái xương sáo đen này mình cũng đã cho dầu chuối vào rồi nha. Mình đổ ra nha, mình phải tranh thủ để không có đập. Nó nhiều quá nó gần đầy á cho nên mình cho vào cái khay này luôn. Cái đen này nó nhanh đặc lắm nha cả nhà, cho nên là mình phải tranh thủ nha. Mình đổ ra bây giờ mình chờ nó đặc lại, đông lại luôn á thì mình bắt đầu cho vào ngăn mát tủ lạnh để mình ăn nha. Cái phần xương sáo mình hoàn thành rồi, bây giờ mình để nó nguội để nó đông lại thì bây giờ mình đi nấu nước cốt dừa nha. Cái này là mình mua 1 ký dừa khô rồi mình ép lấy nước để mình nấu nha. Ở nhà mình thích ăn nước cốt dừa cho nên là mình mua hơi nhiều nha. Còn ở cả nhà ăn ít thì mình mua ít ít lại nha. Cái này là cái nước nhì á, người ta dắt á, nước nhì. Còn cái này là cái nước nhất của dừa mình cũng trộn chung vào. Rồi mình cho đường vào mình hòa tan. Rồi mình bắt đầu mình đi nấu nha. Cái nước cốt dừa này á, thì mình nấu ở cái lửa nhỏ. Mình không có để nó sôi nhiều, hỏi nó sôi nhiều thì nó sẽ bị tắt nước. Cái nước cốt dừa mình nó sẽ không ngon. Mình cho hết cái phần nước nhất này vào luôn. Rồi mình cho đường vào mình hòa tan lên nha. Cái đường thì tùy theo khẩu vị của mình nữa nha cả nhà, mình thử nha. Chứ mình không biết là thích ăn ngọt hay lạt nha. Mình để lửa hơi to cho cái nồi mình nó hơi nóng lên tí xíu, mình giảm lửa nhỏ nha cả nhà. Cái nước cốt dừa là mình đun á, mình không để lửa lớn.
không để nước cốt dừa sôi nha, hỏi nó sôi nó sẽ bị tắt nước, nó sẽ không ngon nha. Cả nhà thích ăn sánh mịn thì cả nhà hãy cho thêm bột bắp hoặc là một tí xíu bột năng vào nha. Còn như mình thì mình thích nó lỏng á, thì mình để như vậy, mình bỏ đường vào và mình nấu thôi, thì chút xíu nó sẽ có cái độ sánh nhẹ thôi à. Mình thích nó lỏng thôi, mình không thích nó đặc. Còn nếu mà cả nhà thích nó sánh mịn, nó giống như ngoài tiệm á, thì cả nhà hãy cho thêm một ít bột bắp vào. Giờ mình hòa tan nè, mình khuấy cho nó tan đường rồi bắt đầu cái nồi nó nóng lên thì mình giảm nhỏ lửa lại. Rồi mình quậy, mình quậy một chiều thôi nha cả nhà, để quậy nhiều hướng quá thì nó sẽ bị hư nước cốt dừa của mình nhé, nó rất dễ bị thiêu nhanh đấy. Mình cho vào đây thêm một ít sữa đặc nữa nha cả nhà, cho nó tăng cái vị ngọt thơm lên nha. Cái nồi của mình nhiều thì mình cho một cái giá nhỏ này nè, rồi mình hòa tan cho nó sữa nó tan ra hết, thì mình kiểm tra lại cái nồi của mình á, xem cái độ nước dừa của mình á, nó đã sôi theo cái dừa ý của mình chưa nha. Cái nước cốt dừa này mình không để sôi nhiều, nó chỉ cần sôi vừa chín tới là mình có thể tắt bếp được rồi nhé. Nè cả nhà nhìn nó cũng có độ sánh nhẹ nè, nó hơi kẹo kẹo lại. Bây giờ mình cho nó sôi một dạo nữa là bắt đầu mình có thể tắt bếp được rồi nha cả nhà. Đây là cái nồi mà mình hoàn thành rồi nha cả nhà. Cả nhà, mình quay cận lại cho cả nhà xem nè, nó vẫn có cái độ sánh nhẹ nè. Đó, mình canh nó, mình nấu mình không để nó sôi nhiều nha. Đó, cả nhà thấy nó vẫn có nóng, độ nóng đàng hoàng. Đó, nó có độ sánh. Right.